Thời sự quốc tế 4 tháng 6 Ukraine bắn chứng S-300 trên lãnh thổ Nga Thị sĩ huy động 4.000 quân bảo vệ hội nghị tượng đỉnh hòa bình về Ukraine Ba Lan dự chi lớn cho an ninh mạng sau vụ tấn công mạng của Nga Quân chức Philippines ra lệnh sơ tán kêu gọi thận trọng sau vụ núi lửa phun trào Nhân chứng kể chi tiết về vụ thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế thứ ba ngày 4 tháng 6 của DKN Thời sự. Sau đây là phần nội dung bản tin. Ukraine bắn trứng S-300 trên lãnh thổ Nga Lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công tổ hợp hạt tiễn phòng công S-300 của Nga nằm trên lãnh thổ Nga. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tái hòa nhập các lãnh thổ tạm thời bị chiến đóng của Ukraine, Irina Vereshchuk, cho biết trên Telegram. Bà nhắc lại rằng S-300 bị tấn công ngay những ngày đầu tiên sau khi Ukraine được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga. Trong vài tuần qua, một số đồng minh của Ukraine bao gồm Mỹ đã cho phép lực lượng vũ trang nước này sử dụng vũ khí được chuyển giao để tấn công lãnh thổ Nga. Thụy sĩ huy động 4.000 quân bảo vệ hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine. Quân đội Thụy sĩ đang huy động 4.000 quân nhân, họ sẽ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Ukraine sẽ tổ chức vào ngày 15, 16 tháng 6 tại thành phố Bucharest của Thụy sĩ. Các nguồn tin cho biết quân đội Thụy sĩ đã huy động khoảng 4.000 quân nhân kể từ hôm 3 tháng 6. Lãnh đạo của hơn 100 quốc gia trên thế giới sẽ tới tham hội nghị thượng đỉnh. Quân đội sẽ hoạt động cho đến ngày 19 tháng 6, sẽ hỗ trợ cảnh sát thực hiện các nhiệm vụ như bảo vệ các vật thể quan trọng, giám sát không phận và hậu cần. Chính phủ thị sĩ cũng thông báo rằng từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6 sẽ có một số hạn chế nhất định về không phận trong khu vực diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Điều này sẽ áp dụng cho các chuyến bay phi thương mại và các chuyến bay của máy bay không người lái, cũng như các vật thể không người lái khác. Khu vực này sẽ được tuần tra liên tục bởi chiến đấu cơ, FA-18. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine được lên kế hoạch để xem xét vấn đề công thức hòa bình Ukraine. Việc tham gia hội nghị thượng đỉnh đã được xác nhận bởi đại diện của hơn 100 quốc gia. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, dù đã chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh, nhưng vẫn có những nước đang giúp Nga phá rối hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ. Ba Lan sẽ phân bổ 3 tỷ Zloty cho an ninh mạng sau vụ tấn công mạng của Nga. Theo hãng tin Reuters hôm 3 tháng 6, Ba Lan sẽ phân bổ khoảng 760 triệu đô để tăng cường an ninh mạng trong nước. Một ngày trước đó, cơ quan truyền thông nhà nước của nước này đã bị tấn công mạng. Tuần trước, hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP đã bị tấn công mạng bởi Nga. Một bài báo sai sự thật về việc Ba Lan huy động khoảng 200.000 công dân phục vụ trong quân đội và sẽ gửi đến Ukraine đã xuất hiện trên thông tấn xã Ba Lan, ngay lập tức, bài báo này đã được gỡ xuống. Chính quyền Ba Lan cáo buộc Nga làm mất ổn định tình hình ở nước này. Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số kiêm Phó Thủ tướng Ba Lan, Krzysztof Goskowski, vào thời điểm đó cho biết, mọi thứ đều chỉ ra thực tế là chúng tôi đang đối phó với một cuộc tấn công mạng do phía Nga chỉ đạo. Ông cũng lưu ý rằng các cơ quan đặc biệt của Ba Lan, bao gồm cả cơ quan an ninh nội bộ, đang tiến hành một cuộc điều tra. Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sẽ sớm được tổ chức ở Ba Lan. Đó là lý do tại sao chính quyền Ba Lan đang cảnh giác cao độ trước những nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bỏ phiếu. Ông Gorkowski nói, chúng tôi muốn phân bổ hơn 3 tỷ Zloty cho Cybersil. Ngày nay, Ba Lan đang đi đầu trong cuộc chiến mạng với Nga. Ba Lan là đối tượng bị tấn công nhiều nhất. Ông nói rằng hôm 2 và 3 tháng 6, Ba Lan đã chặn một số cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin cơ quan an ninh nước này cùng với Cục Điều tra Liên bang và các đối tác từ EU đã tiến hành một hoạt động quy mô lớn, trong đó một nhóm tin tặc quốc tế đã bị phát hiện. Quan chức Philippines ra lệnh sơ tán, kêu gọi thận trọng sau so vụ núi lửa phun trào. Chính quyền Philippines hôm 4 tháng 6 đã ra lệnh sơ tán người dân sống gần một ngọn núi lửa ở miền trung Philippines sau một vụ phun trào khiến đám mây cho cao 5 km bay lên bầu trời. Các quan chức chính phủ cảnh báo về khả năng phun trào tiếp theo của núi lửa Kalaon mang theo cho bụi nguy hiểm và mùi lưu huỳnh. Họ cũng cảnh báo rằng các con sông ở hạ lưu núi lửa có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ bùn và các mối nguy hiểm khác. Khi ban hành lệnh sơ tán qua Facebook cho người dân ở bốn khu dân cư, José Cubasco Cadenas, thị trưởng thành phố Kalaon ở tỉnh Negros Oriental, cho biết hãy xuống các trung tâm sơ tán tương ứng của bạn, cảnh giác và chuẩn bị những thứ quan trọng như nước và thực phẩm. Tại tỉnh Negros Occidental, gần đó hơn 700 người đang trú ẩn tại các trung tâm sơ tán. Các cơ quan chính phủ vẫn chưa báo cáo về trường hợp mất tích, bị thương hoặc tử vong kể từ vụ phun trào hôm 3 tháng 6. Vụ phun trào bùng nổ kéo dài 6 phút đã khiến các công việc và trường học ở thành phố cần là ông phải tạm dừng, trong khi ba hãng hàng không hủy 32 chuyến bay vào hôm nay, 4 tháng 6. Teresito Baconcon, người đứng đầu cơ quan địa chấn nhà nước, nói rằng Chúng tôi khuyên mọi người nên đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân khỏi cho bụi núi lửa. Cơ quan phòng vệ dân sự bang cho biết các đội ứng phó đã được khai triển tại các khu vực bị ảnh hưởng để di chuyển người dân đến nơi an toàn. Khen lợi ông, một trong hai trực ngọn nửa núi lửa đang hoạt động, phun trào lần cuối vào tháng 12 năm 2017. Philippines nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên có hoạt động núi lửa và động đất. Nhân chứng kể chi tiết vụ thảm sát Tiananmen ở Trung Quốc trong 35 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã cố gắng xóa bỏ ký ức về vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Nhưng những người có trách nhiệm xã hội ý thức rõ ràng, những bài học lịch sử luôn có giá trị để khai mở tương lai, sẽ không để cho những bài học đó bị lãng quên. Ngọn nến tưởng niệm nạn nhân Thiên An Môn đã cháy suốt 30 năm tại công viên Victoria ở Hồng Kông, cũng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giật tắt sau khi luật an ninh quốc gia Hồng Kông được thực thi. Thảm sát Thiên An Môn vẫn là một trong những chủ đề bị kiểm duyệt chặt chẽ nhất trên Internet ở Trung Quốc. Hàng năm vào ngày 4 tháng 6, gia đình các nạn nhân cũng bị chính quyền sách nhiễu. Biến cố ngày 4 tháng 6 cũng góp phần khiến số người Trung Quốc kiên cường chống đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cao, do họ tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của chế độ này. Súng của binh lính từ nhân dân lại có thể nhắm bắn vào những người biểu tình ôn hòa tay không vũ khí, xe tăng vốn dùng cho chiến tranh với quân xâm lược lại mang rừng để đè bẹp những người dân vô tội. Từ đó, họ càng củng cố quyết tâm đấu tranh chống lại chế độ độc tài, toàn trị, Đảng Cộng sản Trung Quốc đến cùng. Trong 35 năm qua, nhóm người này chưa bao giờ ngừng nhắc nhở mọi người ghi nhớ lịch sử đẫm máu này. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng che giấu, cho thấy bản chất bạo lực và dối trá của họ chưa bao giờ có thể thay đổi. Dưới đây là cuộc phỏng vấn độc quyền của báo Vision Time với một trong những nhân chứng của ngày 4 tháng 6 là bà Phùng Ngọc Lan, Chủ tịch Hiệp hội Liên danh Hồng Kông Canada, bà Phùng Ngọc Lan nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng mà bà đã trải qua ở Bắc Kinh vào ngày 3 và 4 tháng 6 năm 1989. Chính trải nghiệm này đã thúc đẩy bà bước vào con đường đấu tranh dân chủ trong 35 năm qua. Bà đã kể lại câu chuyện về biến cố Thiên An Môn năm 1989 mà bà đã đích thân trải qua như sau. Từ năm 1984 đến năm 1989, tôi sống ở Trung Quốc và chịu trách nhiệm về dự án cho vay của chính phủ Đan Mạch và dự án nông nghiệp quốc gia của Ngân hàng Thế giới. Tôi đã theo dõi phong trào sinh viên Thiên An Môn phát triển từ hoạt động bày tỏ thương tiếc sự qua đời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang đến việc dần dần hình thành một phong trào theo đuổi việc thực hiện quyền tự do và dân chủ. Văn phòng của tôi gần quảng trường Thiên An Môn. Vì vậy, tôi đến quảng trường Thiên An Môn hàng ngày để xem tình hình đang phát triển như thế nào. Kể cả tại trụ sở ban tuyên truyền tại Đài tưởng niệm Anh hùng Nhân dân là nơi tôi có thể thường xuyên đến nói chuyện với các đại diện sinh viên. Tôi cũng có mặt khi tượng dân chủ được dựng lên. Khoảng 10 giờ tối ngày 3 tháng 6, khi tôi và một số người bạn ở Học viện Khoa học Xã hội ăn tối xong tại ký túc xá của họ tại khu Kinh Tùng, thấy nhiều người dân la hét rằng xe quân sự đang tiến vào thành phố, mọi người cần ra chặn lại. Trước đó hàng ngày, tôi đã đến xem các sự kiện ở quảng trường và tôi biết đó là một phong trào rất ôn hòa. Về mặt an ninh công cộng, trước đó khu vực thường rất hỗn loạn. Ví dụ như trên đại lộ Trường An, nếu ô tô tông vào người hoặc ô tô tông vào ô tô thì chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đà, ồn ào. Nhưng sau khi sinh viên và người dân đến quảng trường, tôi thấy tình hình trị an Bắc Kinh chưa bao giờ tốt như vậy, giống như xã hội Utopia xuất hiện vào thời điểm đó tất cả những người dân thường sinh viên hoặc những người từ bên ngoài đến đều dễ mang lý tưởng cao đẹp hơn đó là đấu tranh cho dân chủ tự do chống lại chế độ quan liêu ở đất nước này do đông đảo mọi người muốn góp một phần công sức nên đều ủng hộ phong trào dân chủ của sinh viên cả những người trong chúng tôi đến bắc kinh từ hồng kông và những người từ nơi khác đến làm việc ở bắc kinh cũng thấy rằng bầu không khí trong tầng xã hội chưa bao giờ tốt đến thế ai nấy đều mong muốn thể hiện bản thân như những người tốt nhất sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đồng cảm với những yêu cầu của sinh viên và sẵn sàng trợ giúp. Đây là tình trạng của xã hội Bắc Kinh trước vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989. Với tư cách là một nhân chứng, tôi đã thấy rõ phong trào sinh viên Thiên An Môn là về vấn đề gì. Do vậy, có thể nói trên thực tế đến tận ngày 3 tháng 6, không ai suy nghĩ có thảm họa chính trị gì xảy ra. Mọi người không ngờ rằng chính phủ sẽ dùng súng và xe tăng để tàn sát và đàn áp phong trào ôn hòa này đêm đó tôi đạp xe cùng mọi người đi để chặn xe quân sự. Chúng tôi đã chặn thành công các xe quân sự đến từ Thẩm Dương. Tôi từng hỏi một viên sĩ quan, anh làm gì ở đây? Ông ấy nói rằng chúng tôi được lệnh từ trên xuống đây để dập tắt bạo lực. Lúc đó tôi mỉm cười và hỏi, anh nhìn xem chúng tôi có giống bạo dân hay không? Anh ấy lướt nhìn chúng tôi, mỉm cười nhẹ và không trả lời. Anh ta không thể vi phạm mệnh lệnh quân sự, phải không? Nhưng anh ấy cũng có thể thấy chúng tôi là những người hòa ái. Sáng sớm ngày 4 tháng 6, xe tăng đang đi từ thành phía Tây sang thành phía Đông. Chúng tôi tìm cách ngăn chặn bằng cách đẩy lan can giữa đường ra ngang đường, nhưng xe tăng đã lao qua dễ dàng. Sau đó tôi đạp xe đuổi theo chiếc xe tăng chạy về phía Nam Thiên An Môn. Khi đến nơi, tôi thấy ba hàng lính xếp hàng ở đó chĩa súng vào chúng tôi, ngăn cản chúng tôi tiến lại gần. Tôi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì thấy một cậu học sinh 15 tuổi bên cạnh đã bị trúng một viên đạn đầm đầm, máu chảy lênh láng. Vì sử dụng đạn đâm đầm đã bị cấm kể từ Thế chiến 2 vì loại đạn này sẽ phát nổ trở lại sau khi xâm nhập vào cơ thể, bắn ra nhiều viên đạn nhỏ và phá nát cơ quan nội tạng của người chứng đạn. Có thể nói, người bị chứng đạn đâm đầm không thể cứu được, tôi thấy cậu học sinh chảy máu rất nhiều và có thể đã tử vong sau đó. Lúc đó có một số bạn trẻ khác kêu gọi tôi, sao còn đứng đó làm gì, người tiếp theo chứng đạn có thể là tôi, kêu tôi nhanh chóng bỏ chạy tôi vội lên xe đạp và phóng về phía khách sạn Bắc Kinh. Khi đó không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều thị dân, sinh viên, phóng viên tay không tức sắt, có nhiều sinh viên từ nơi khác đến, không ai nghĩ nhà cầm quyền có thể dùng xe tăng quân đội và súng để đối phó người dân thường đấu tranh ôn hòa tay không vũ khí gì. Nhiều phóng viên thực sự bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này và không biết phải phản ứng thế nào. Chúng tôi là những người chưa có kinh nghiệm huấn luyện quân sự nhưng cũng không sợ chết tôi cảm thấy mình khá dũng cảm, không hề có cảm giác nguy hiểm, tôi cứ đuổi theo chiếc xe tăng, nghĩ cách cứu người. Nhìn lại những gì xảy ra ngày hôm đó đã dạy một bài học cho nhiều người dân, sinh viên đã tham gia hoặc có mặt, Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ rất tà ác. Mức độ tàn ác của họ là không có giới hạn. Vào ngày 5 tháng 6, tôi trở về Hồng Kông. Khi tôi rời đi, thành viên đội cứu thương của bệnh viện hiệp nghị đã đưa chúng tôi đến sân bay, đóng vai trò là tài xế và liều mạng để đưa chúng tôi ra ngoài. Khi đó tôi hỏi họ rằng chúng ta có thể làm được gì? Họ nói các bạn phải nhớ tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Các bạn phải nói sự thật với thế giới và không để sự kiện lịch sử này bị lãng quên. Vì vậy, cho đến ngày hôm nay, tôi tham gia vào mọi cuộc biểu tình tưởng niệm ngày 4 tháng 6. Tôi hy vọng sẽ bảo vệ giai đoạn lịch sử này bằng hết khả năng của mình. Mọi người đừng quên rằng chúng ta cũng phải rút ra bài học từ sự kiện lịch sử Riêng đối với sự kiện này, để thấy rõ mức độ tàn ác không có giới hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, dù là trong phong trào sinh viên Thiên An Môn hay sự sụp đổ của Hồng Kông năm 2019, các phương pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng đều tương tự nhau. Điểm khác biệt duy nhất là tại Hồng Kông không có xe tăng. Nhưng ở Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn sử dụng cảnh sát vũ trang, súng, hơi cay và nhiều loại bom hóa học để đàn áp những sinh viên và thanh niên Hồng Kông không có vũ khí. Đối với phong trào chống luật dẫn độ ở Hồng Kông, tôi biết rằng hơn 10.000 người đã bị bắt, hàng nghìn người tự sát, một số sinh viên và vận động viên bơi lội 20 tuổi được phát hiện khỏa thân và chết ở biển Hồng Kông. Nhiều nữ sinh bị đưa về đồn công an và bị cưỡng hiếp tập thể. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không ngừng gây ra rất nhiều, rất nhiều điều đẫm máu không có tính người. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được quên vụ thảm sát Thiên An Môn đến cuộc đàn áp đẫm máu người dân Hồng Kông. Vì tất cả những điều này cho thấy dù là người dân Hồng Kông hay người dân các dân tộc ở Trung Quốc, chúng ta đều có một kẻ thù chung, đó là chế độ độc tài Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải làm mọi thứ thông qua các liên minh phối hợp trên khắp thế giới để đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin vui là phong trào do Liên minh luật đăng ký đại diện nước ngoài toàn Canada thúc đẩy đã đạt được tiến bộ vượt bậc, giành được ủng hộ của các nghị sĩ từ năm đảng phái chính trị tại Canada. Chúng tôi yêu cầu Quốc hội Canada ban hành luật để tăng cường tính minh bạch của thể chế dân chủ của chúng ta bằng những kẻ phục vụ dưới danh nghĩa tay sai của các chế độ độc tài như Đảng Cộng sản, Trung Quốc, Nga và Iran phải bị đưa ra ánh sáng. Dự luận này cũng nhằm mục đích bảo vệ an toàn của tất cả những người bị đàn áp và đàn áp xuyên biên giới. Thưa quý vị, một thời sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.